Cao Phương, cú dứt điểm, Phương, vẫn là cầu Phương, rất hay. Ở trận đấu này thì chúng ta cần nhiều hơn sức mạnh và tốc độ. Và trong những phút vừa qua chúng ta có thể thấy được sự tự tin là một tín hiệu rất đáng mừng. Chúng ta đang chơi với một đội bóng rất mạnh. Và điều quan trọng là chúng ta cần cao nữa. Mà họ đang phải lùi về chơi phòng ngự. Bắn có hàng đường chuyền cho Cao Phương. Không vào. Rất đáng tiếc. Một cơ hội rất thuận lợi của chúng ta. Một cơ hội có thể nói là rất khó để có được. Vừa rồi thì Văn Toàn sau khi vào sân đã đối mặt với thủ môn của Iran. Cầu Phương. Lại tình huống của Phan Văn Đức. Ý tưởng để vượt qua hậu vệ đối phương vừa rồi của Phan Văn Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường. Cao Phương. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những pha bóng như chúng ta vừa thấy là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường. Một cầu thủ có những pha chuyền bóng theo kiểu chém mù rất hay. Và một điều quan trọng khác. Đường chuyền tới Cao Phương. Đội bàn áp sát rất nhanh nhưng bóng vẫn trong chân của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Một hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển Yemen. Công Phượng. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Pha chạm bóng tốt của Quang Hải. Hùng Dũng. Công Phượng. Trọng Hoàng đã di chuyển. Rất tốt. Quang Hải. Công Phượng. Quả đá phạt cho đội có thể Quang là Hải đã đứng trước bóng rồi từ đầu trận đến giờ. Lại là Công Phượng bị phạm lỗi giống như trận chung kết U23 châu Á gặp Úc phải. Trọng Hoàng. Công Phượng. Phan Văn Đức đang di chuyển và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Công Phượng. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Công Phượng. Cầu thủ tấn công xuất sắc Quang Hải. Cầu Phượng. Tỷ đề rất hay. Vẫn là Cầu Phượng. Hay rơi. Đầy... bóng hay của Phan Văn Đức. Cầu Phượng. Vẫn là Cầu Phượng. Cầu Phượng. Phượng. Vẫn đang là Cầu Phượng. Vẫn là Cầu Phượng. Rất hay. Trọng Hoàng. Rất hay Cầu Phượng. Cầu Phượng. Trọng Hoàng. Cái đó là Công Phượng. Đó là Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải. Và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cắm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương. Có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức là người đã từng ghi bàn vào lưới của Jordani. Hồng Dũng. Trọng Hoàng. Công Phượng. Phía trong là Phan Văn Đức. Và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phải đối mặt với một tình huống đá phạt góc. Đó cũng là một mềm mại của Công Phượng. Đó cũng là một tình huống phối hợp nhóm tốt của đội tuyển Việt Nam. Điều tạo ra một hình ảnh khác ngày nay. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Công Phượng. Công Phượng bất tốc. Vẫn là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Cú đá. Thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm đi đúng khung thành đối phương nhưng Công Phượng xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay. Quang Hải. Không hề có lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang. Trong tình huống này đó là Công Phượng thì trọng tài biên không hề phất cờ. Nhưng đúng là trong tình huống này thì Công Phượng đã rơi vào thế việt vị. Người để ngăn chặn pha đi bóng của Rich Sudoan. Rồi phản công. Công Phượng. Cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Công Phượng. Thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã
là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến pha bóng tuyệt vời. Kìa Công Phượng, đó là Công Phượng rất khôn ngoan, một nỗ lực tuyệt vời của Công Phượng. Công Phượng, Công Phượng, thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Khoảng trống là rất lớn phía trước khung thành của Công Phượng, và cái cách mà Công Phượng xoay sở để loại bỏ Yoshida cũng là rất tuyệt vời rồi. Và đây rất có thể sẽ là nền tảng cho tương lai của bóng đá Việt Nam, với các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu quả cảm và sẽ học được rất nhiều điều từ trận đấu ngày hôm nay. Chi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng, quá người, tiếp tục đột phá, lại là quá người, vẫn còn, không được, rất tiếc cho cú trả bóng cuối cùng. Mất tốc độ, Công Phượng, Hùng Dũng đang ở phía trong, rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Vẫn còn không bị vị. Cú sút quả đóng lên. Đường truyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Không được. Hòa Phượng. Hoàng Đức đang ở giữa. Số được đưa lên 2-0. Trong hiệp 1, Tiến Linh có một vài tình huống có thể làm tường, nhưng cầu thủ của câu lạc bộ vẫn bị thương.
Hiệp 2 chúng ta cũng chờ đợi những pha phản kích của Hồng Duy. Công Phượng. Pha hỗ trợ phòng ngự là của Văn Toàn. Công Phượng. Công Phượng. Và va chạm giữa Công Phượng và Tristan Đỗ. Công Phượng. Có thể dứt điểm. Không được. Cú đá là của Hùng Dũng. Trong tình huống này thì Manuel Bia và thủ môn Sivarak đã chơi không ăn ý. Tiếp tục là Văn Thanh. Đột phá chân trái. Cú đá trúng đích. Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Sivarak. Công Phượng. Rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn. Trình bóng. Dứt điểm. Đặt tình đâu. Đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phượt của hai người bạn thân, Công Phượng và Văn Toàn. Công Phượng vào sân đá nỗ lực để tìm kiếm sự liên lạc với đồng đội Văn Toàn. Công Phượng. Công Phượng đi bóng. Đây là Văn Toàn. Quả phạt cho đội tuyển Việt Nam.